Rồi chào anh chị và các bạn, hôm nay Tâm giới thiệu cho anh chị và các bạn một căn nhà rất là đẹp nằm trong vị trí là đường Đồn Nguyễn Tuấn, Hương Lộ 11, từ chợ Hưng Long, Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 300 m thôi. Và đặc biệt là đường thông thoáng nha anh chị nha. Đó, 5 phút là ra tới chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thấy động Điện Máy Xanh, Bách Hoá Xanh. Và anh chị và các bạn mình có xe hơi, xe du lịch thì mình có thể chạy vô tới tận nhà luôn. Vì đường trước nhà đây là đường 5 m dán bê tông nha anh chị nha. Thì đây là thợ của bên Tâm, đó, cuối tuần là đang chia tài sản nha anh chị. Đó thì phát lương cho công thợ đó anh chị. Đó thì căn nhà này á là hướng Bắc nha anh chị, với diện tích là ngang 4 dài 23, kết cấu là một chợp một lầu với tông màu là màu trắng và màu xám nha anh chị nha, rất là đẹp luôn. Đó thì màu này rất là nhu, dành cho những cô chú lớn tuổi, mình thích màu nhu nhẹ nhàng, và những anh chị nào mà mình thích đơn giản, rất là đẹp, rất là sang anh chị. Đó thì căn nhà này hướng Bắc nên rất là mát anh chị ơi. Đó thì với công năng sử dụng căn nhà là một phòng khách nè, một phòng bếp nè, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 toilet, và một cái sân trước 6 m, sân sau là 2 m, rất là thông thoáng luôn anh chị. Đó thì đường cống thoát nước ở đây rất là thoải mái luôn anh chị nha, không bị ngập úng nên chị cứ yên tâm. Và khu vực này là dân cư rất là hiền hòa, rất là dễ thương luôn anh chị. Đó thì trước nhà đây có một cái lớp cổng 4 cánh sơn tĩnh điện cao cấp nha anh chị và các bạn, chống hen rỉ rất là tuyệt vời luôn. Và mình mở toan cửa ra thì xe chạy vào tới tận nhà. Và xe ở đây là Tâm nhắc lại cho anh chị và các bạn là sân trước là 6 m, xe không những xe 7 chỗ 4 chỗ mà là xe 16 chỗ vô tới tận nhà luôn anh chị và các bạn nha. Đó rất là thoải mái luôn. Trước thì có 2 trụ cột nè anh chị, rất là đẹp. Đó buổi tối thì lên đèn rất là sáng luôn anh chị. Rồi thì mời anh chị và các bạn vào bên trong. Đây là sân 6 m của mình. Này, sân 6 m của mình. Thì căn nhà này đó chỉ hơn 1 tỷ thôi anh chị và các bạn. Và anh chị có thể vay được, nếu chưa đủ điều kiện kinh tế gia đình, mình có thể vay là 1 tỷ đến 1 tỷ mốt nha anh chị. Chỉ cần vài trăm triệu thôi anh chị đã sở hữu được căn nhà cực kỳ là kiên cố và chắc chắn. Ép cọc bê tông là 12 m nha anh chị. Tường đà riêng, cột riêng. Tường đây là tường 20 nha anh chị nha. Đó, cam kết với anh chị và các bạn riêng biệt luôn anh chị nha. Tại vì anh chị thấy xây là xây căn trước rồi căn sau, và căn mình là căn xây sau cùng, nên anh chị và các bạn mình yên tâm, không có trùng đà trùng cột gì hết anh chị nha. Đó thì bên ngoài sân đây có hàng trúc quân tử rất là đẹp luôn anh chị, mang đến một cái phong thủy và tài vượng nha anh chị nha. Rồi đây là cái hộp để gì anh chị biết không? Cái hộp này là để đồng hồ nước nha anh chị nha, đồng hồ nước riêng biệt, và có vòi nước để xịt xe xịt cây nè, tưới cây tưới xe. Đó, đủ chế độ luôn, rất là đẹp luôn anh chị và các bạn. Và Tâm đã chuẩn bị cho anh chị và các bạn là ốp gạch tường, thì khi mà mình tưới sân tưới xe hoặc là tưới cây thì khi mà không văng nước thì không bị ẩm vào tường, nên chị cứ yên tâm về chất lượng nha. Rồi thì sân trước ở đây á, Tâm ốp gạch là gạch men chống trơn trượt luôn anh chị, và chống rong rêu, nên chị cứ yên tâm không bị trơn trượt gì hết nha anh chị nha. Đó rồi vào bên trong một chút. Thì nếu mà anh chị á, mình muốn làm mái che thì mình làm, còn không á, thì mình có một cái ô quăng ở bên trên, là cái ban công ở trên ra 3 m, nên rất là mát ở phòng khách. Nếu mà anh chị muốn về làm thêm cái phần mái che ở đây nữa thì bên Tâm cũng có đội ngũ làm nha anh chị nha. Đó rất là mát luôn anh chị. Đấy. Rồi ở đằng trước nhà có 2 cái hốc tường để anh chị có thể dán những bức tranh phong thủy rất là đẹp và rất là sang, dành đến cho gia đình mình, giống như là đem vượng khí và mời chào khách đến vào trong nhà của mình nha anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Mặt dựng của căn nhà đây anh chị thấy đó là đá hoa cương nha anh chị nha, đưa đến cho anh chị và các bạn là một cái tông màu rất là dễ thương. Và bên trên là có một cái đèn, thì anh chị thấy lúc nào cũng sáng, và buổi tối thì anh chị đứng đây sáng trưng luôn anh chị nha. Đó rất là tuyệt vời. Và tiếp đó là một cái lớp cửa sắt kiến cường lực 12 ly nha anh chị nha, rất là dày luôn. Và sắt đây là sắt hộp rất là dày luôn anh chị. Đó sắt hộp 80 nha anh chị nha, rất là dày. Rồi mời anh chị và các bạn cùng Tâm vào bên trong không gian của phòng khách. Thì không gian phòng khách rộng 35 m² nha anh chị nha, với một cái tông màu ở bên trong nhà là màu trắng, rất là đẹp luôn, chủ đạo cho anh chị và các bạn. Thì bên trên là Tâm đổ suốt hết một tấm và làm trần thạch cao, rất là đẹp, rất là sang. Và có một cái quạt Panasonic làm cho cả căn phòng của mình, rất là mát và rất là thoải mái luôn anh chị và các bạn. Bên dưới là tăm ốp đá bóng kiến, là đá 50 nha anh chị nha, nên rất là đẹp, rất là sang luôn. Rồi thì tất cả không gian của phòng khách đây anh chị thấy tăm ốp gạch từ trước ra sau, từ trên, từ dưới lên trên đều là ốp gạch hết anh chị, rất là thấy là rất là đẹp và rất là sang. Khi mà có những bé nhỏ trong nhà mà có cầm bút vẽ gì đó, lên tường lên cũng không sao, tại vì đó là có gạch rồi, rất là trơn luôn chị, rất là sạch sẽ. Và đây là hệ thống điện và hệ thống công năng của quạt anh chị nha, điều khiển của quạt có 5 cấp độ, rất là tuyệt vời luôn. Và đây là một bức tranh rất là sang luôn anh chị và các bạn. Đó, lộc đa tài đa phú quý, đắc hờ đắc lợi đắc nhân tâm, rất là được, rất là tuyệt vời nha anh chị nha. Đó, rồi tiếp đến là một cái bậc tam cấp nha anh chị nha, nó để điểm nhấn cho căn nhà của mình. Và bên Tâm cũng đã trang trí cho anh chị và các bạn là 3 chậu hồng môn rất là đẹp luôn anh chị, trồng trong nhà. Và khu vực đây thì anh chị có thể để kệ tivi, đó, để kệ tivi và có ổ cắm luôn để dành đến cho anh chị và các bạn, rất là tuyệt vời anh chị nha. Rồi mời anh chị và các bạn vào sâu bên trong xíu. Thì khi mà vào sâu bên trong xíu thì có một cái kho để anh chị có thể là để đồ, để đạc, hoặc là anh chị có thể là cho những bé nhỏ mình chơi. Đó, rất là tuyệt vời luôn anh chị và các bạn nha. Rồi đây là không gian của phòng ngủ bên dưới, tầng trệt dành cho cô chú lớn tuổi nha anh chị. Đó, thì phòng này rộng 18m2, rất là thoải mái luôn anh chị. Tất cả hệ thống cửa ở đây, từ cửa phòng ngủ, cửa sổ đều là cửa nhôm sinh pha kiến cường lực hết, có tác dụng là giảm tiếng ồn và khói bụi nha anh chị nha. Và ốp gạch anh chị thấy rất là đẹp luôn, với những họa tiết là hoa hồ điệp, rất là sang anh chị. Rồi thì cửa, tất cả phòng ngủ đều có cửa sổ hết anh chị, nó đều có cửa sổ hết. Và đây là phòng bếp nha anh chị nha. Thì phòng bếp là 30m2, rất là rộng và rất là thoải mái. Thì đây có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, có những hộc rất là nhiều ngăn để anh chị có thể để đồ. Và bà nội trợ thì mình hay để đồ, để đạc rất là nhiều. Đó, có khi những chị em phụ nữ giấu vàng giấu tiền nữa anh chị nha. Rồi có thêm một cái tủ chén nữa anh chị, nó rất là đẹp và rất là sang luôn anh chị nha. Rất là to luôn, nhiều hộc nhiều ngăn luôn anh chị, rất là tuyệt vời. Đấy, thì mặt bếp bằng gạch nè, rất là đẹp. Thì nước ở đây thì nước rất là mạnh nha anh chị nha, nước máy nha anh chị nha. Đó, bồn inox đầy đủ hết dành đến cho anh chị luôn. Thì khu vực đây anh chị thấy, khu vực đây là rất là rộng để mình có thể để tủ lạnh hai cánh, 4 cánh nha anh chị nha, rất là đẹp luôn, rất là thoải mái. Đó, thì không gian của bếp đây thì rất là rộng anh chị, để một cái bàn ăn ở đây là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và bên trên có một cái đèn rất là sang trọng nha anh chị. Đó, cái đèn hai bóng rất là sang luôn, dành đến cho anh chị luôn. Đó, rồi khu vực đây thì có cửa sổ, khi mà mình nấu nướng thì mình không sợ mùi hôi ha anh chị nha. Đó, rồi thì bật mí anh chị nữa, đây là ông táo có cái khay để mình để đồ cúng kiến khi mà có vía ngày vía ông táo anh chị nha. Đó, cúng kiến rất là tuyệt vời luôn. Rồi đây là phần sân sau của mình, thì phần sân sau của mình là 2m và rất là thoải mái dành đến cho anh chị luôn. Và đặc biệt á, là khu vực này á, là Tâm đã chuẩn bị và thiết kế cho anh chị là cửa kéo nha anh chị. Đó, cửa kéo khi mà mình phơi đồ thì đây là khu vực mình phơi đồ nè anh chị. Đó, mình để tủ lạnh, có ống nước vô nước ra và mình phơi đồ lên. Đó, thì khi mà mùa nắng thì thoải mái, nếu mà có mưa thì mình kéo ròng rọc để mà mái che lại, rất là tuyệt vời luôn. Và đây là không gian của nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn và rất là sạch sẽ và thoáng mát. Khi mà mình trút bầu tâm sự đó, thì mình cũng có một cái nơi rất là thoải mái và rất là đẹp luôn chị. Đó, như là khách sạn 5 sao để tận hưởng những giây phút thoải mái nha anh chị. Rồi thì gió lúc nào cũng từ ở sân sau lùa vào để đối lưu cho cả căn nhà của mình, rất là tuyệt vời nha anh chị nha. Đó, rồi mời anh chị và các bạn cùng Tâm tham quan tầng 1 của căn nhà. Thì khi mà lên tầng 1 của căn nhà thì có hệ thống cầu thang rộng đến 1m2 nha anh chị, với một cái tay vịn bằng gỗ căm xe và kính cường lực anh chị thấy không. Bậc cầu thang rất là thoải mái và tất cả đều vào cung sinh hết nha anh chị nha. Tâm xây dựng là rất là quan trọng đến là phong thủy của căn nhà, nên là không bị lỗi phong thủy nha anh chị nha. Rồi mời anh chị và các bạn lên lầu. Rồi thì hiện tại là anh chị đang đứng trên tầng 1 của căn nhà. Tầng 1 của căn nhà công năng sử dụng là 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 nhà vệ sinh nha anh chị nha. Rồi cùng theo tâm nha anh chị, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Đấy, thì đây là phòng ngủ thứ 2 của căn nhà. Thì phòng ngủ này rộng là 18 m² nha anh chị nha, để dành cho anh chị rất là thoải mái luôn. Có một cái cửa sổ rất là lớn luôn anh chị nha, cửa lùa rất là đẹp luôn. Đấy, và anh chị thấy rất là rộng và thoáng. Thì những cô chú lớn tuổi mua nhà của Tâm hay là thích những khu dân cư đông đúc, và ngay cả chính bản thân mình, chính bản thân anh chị cũng vậy, rất là thích những khu dân cư đông đúc nha anh chị nha. Thì đây là dân cư về ở rất là đông rồi anh chị. Đó, chim hót líu lo và rất là thoáng luôn anh chị nha. Đó, nhà thì Tâm xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn anh chị, nên là anh chị cứ yên tâm. Và Tâm bảo hành cho anh chị và các bạn làm 12 tháng. Cứ yên tâm, mọi vấn đề anh chị mua nhà đều cứ để Tâm hỗ trợ hết từ A đến Z cho anh chị, về thủ tục, pháp lý, giấy tờ, công năng nhà. Thì đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn chị, có bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen và có cửa thông gió luôn chị, nên là lúc nào cũng gió và rất là thoải mái luôn chị nha. Đó thì vệ sinh, nhà vệ sinh cũng là nơi quan trọng để anh chị đưa ra quyết định mình mua nhà nha anh chị nha. Đó, ngoài cái vẻ đẹp của căn nhà thì cái nhà vệ sinh cũng rất là quan trọng hàng đầu, và cái phòng bếp nha anh chị. Đó, rồi thì đây là phòng ngủ thứ 3, cũng có cửa sổ nha anh chị nha, rất là thoáng mát, cũng 18 m², rất là rộng rãi nè, dành đến cho anh chị và các bạn. Và cửa sổ này là của nhôm sinh pha kiến cường lực hết. Đó, anh chị và các bạn mà nào mua căn nhà và mình rất là thoải mái luôn anh chị và các bạn. Đó, rồi những anh chị nào mà mình mới lập gia đình, mình mua căn nhà mình ra riêng thì khá là thoải mái luôn. Đó, đây là phòng thờ, đây là phòng thờ của căn nhà, rất là rộng, 20 m² để anh chị có thể là thờ phượng, hoặc là nhà mình nếu có đông thành viên thì mình có thể tận dụng. Đây là phòng ngủ luôn, cũng rất là đẹp, và căn phòng này là đẹp nhất để dành cho anh chị và các bạn luôn. Thì nếu mà anh chị có thờ phượng thì mình có phòng khách rất là rộng, mình có thể để tủ thờ ở bên dưới, rất là thoải mái. Nếu anh chị nào mà mua nhà của Tâm mà muốn tư vấn thiết kế thêm thì Tâm có một cái đội ngũ tư vấn thiết kế luôn anh chị và các bạn nha, những anh em trong nhà không á. Rồi thì đây là cửa sổ nha anh chị nha, rất là đẹp, và ban công, đây cửa ban công rất là kiên cố và chắc chắn luôn. Và đây là khu vườn, khu vườn nho nhỏ rất là dễ thương dành đến cho anh chị nha. Đó, ở ngoài trước thì có 2 trụ cột, nhìn căn nhà rất là khỏe khoắn và kiên cố luôn. Đó, với 2 tông màu, nhìn sọc sọc như là ngựa vằn anh chị nha, rất là dễ thương. Đó, rồi ở bên trên thì có một cái đèn buổi tối rất là sáng luôn. Và đằng trước thì Tâm đã lan can đây, Tâm đã chuẩn bị cho anh chị và các bạn 2 cái cây rất là đẹp luôn, đại phú nha anh chị nha, lúc nào cũng đại phú và đại quý. Và bên đây có một cái vách đó, anh chị thấy không, Tâm đã chuẩn bị cho anh chị luôn. Đó, hoa rất là đẹp luôn, hoa này là thường gọi là hoa hồng anh nha anh chị nha, và dây leo, và khi mà nó lớn lên thì nó chảy suốt hết đây, kính luôn anh chị, lúc nào cũng hoa. Và có nắng thì hoa rất là nhiều luôn, và anh chị xuyên tưới một chút là quá tuyệt vời nha anh chị nha, hoa rất là dễ thương luôn anh chị. Đó. Rồi thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Đòn Nguyễn Tuấn, từ chợ Hưng Long, Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 300 m thôi, và 5 phút là anh chị ra chợ nè, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế động, Điện Máy Xanh, Bách Hoá Xanh, có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ luôn anh chị, và có tuyến xe buýt số 9 nha anh chị nha. Đó thì căn nhà này với diện tích là ngang 4 dài 23, kết cấu là 1 chợp 1 lầu, xây dựng kiến trúc rất là kiên cố, máy hộp nha anh chị nha. Và căn nhà này với công năng sử dụng là 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh. Sân trước 6 m, sân sau 2 m, rất là thoáng. Sân trước 6 m anh chị có thể là để xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ luôn anh chị, rất là thoải mái luôn anh chị nha. Đó thì đường trước nhà là đường 5 m tráng bê tông, và căn nhà này với tông màu màu trắng và màu xám rất là đẹp luôn, rất là nhu và rất là dễ thương. Thì căn nhà này hướng là hướng Bắc nha anh chị. Giá căn nhà này tổng full giá luôn là 1,8 tỷ, ngân hàng cho vay 1 tỷ đến 1,1 tỷ, anh chị chỉ cần 700 triệu. Và nếu mà mua nhà của Tâm thì anh chị chỉ cần cọc trước là Tâm đã cho anh chị nhận nhà vào ở ngay rồi. Đó, quá tuyệt vời dành đến cho anh chị luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm đâu thắng đó. Và nếu anh chị nào mà có điều kiện mình chưa tìm được căn nhà ưng ý thì hãy gọi ngay đến Tâm theo số điện thoại bên dưới video để Tâm có thể dẫn anh chị đi xem tận tình và chu đáo. Và đặc biệt nếu anh chị có bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, hãy giới thiệu cho Tâm. Tâm cam kết đưa đến cho anh chị và các bạn chất lượng, uy tín và niềm tin dành đến cho Tâm. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và hãy nhớ like, share, comment kênh của Tâm và đưa cho Tâm nhiều ý kiến để Tâm có thể xây dựng kênh tốt hơn và đưa đến những mẫu nhà đẹp nhất cho anh chị và các bạn và chăm sóc anh chị tốt nhất nha anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.